Ngồi đây nhớ cua.
cứ đi vòng vòng quay phim chơi mình hay gặp tụi nó lắm mà. Ở đoạn này thì ít người câu kiểu này lắm. Ở đoạn này thì những cái câu này thì câu bằng đường lưỡi câu là nhiều. Ở bên núi Ba Vì, ở mấy cái vùng bờ kênh đó bên núi Ba Vì.
Nhìn đây thấy là toàn là nước chứ nếu mùa khô là ở đây là người ta trồng lúa không. Mùa lũ thấy nước chứ mùa khô là toàn là ruộng lúa không. Đây nước không, năm nay đã lũ thử thấy nước có nhiều.